Chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu Docker là gì và những lợi ích khi sử dụng Docker để triển khai ứng dụng. Docker thì được phát hành vào tháng 3 năm 2013, có nghĩa là được gần 10 năm rồi. Docker được phát triển bởi công ty có một tên là Docker luôn, là một công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ. Docker là một công cụ cho phép triển khai ứng dụng lên nhiều môi trường khác nhau một cách đơn giản. Docker giúp đóng gói ứng dụng cùng toàn các cái thư viện cần thiết thành một cái gói duy nhất gọi là email. Từ cái email đó có thể đem chạy ở bất cứ ở đâu và môi trường nào, Linux, macOS, Windows, Cloud, miễn là môi trường đấy có cài đặt Docker. Công nghệ cốt lõi của Docker đấy là sử dụng container. Docker giúp nhanh chóng triển khai, khởi động và di chuyển ứng dụng, việc triển khai phần mềm, khắc phục sự cố dễ dàng hơn, tiết kiệm được nguồn tài nguyên và tiền bạc vì Docker sẽ giúp chạy được nhiều phần mềm ứng dụng hơn trên một máy chủ và giúp tận dụng tối đa cái tài nguyên của máy chủ. Cụ thể là như nào thì mình sẽ đi tiếp. Có rất nhiều cái công ty đã và đang sử dụng Docker. Thì mình sẽ nói về cách triển khai cài đặt một cái ứng dụng theo cái cách truyền thống nhất. Đấy, chính là chúng ta sẽ cài trực tiếp ứng dụng lên máy chủ. Chúng ta có một máy chủ, máy tính, chúng ta có một hệ điều hành Ubuntu hoặc Windows. Chúng ta có các ứng dụng cần triển khai thì chúng ta sẽ cài đặt môi trường, cài đặt các cái thư viện lên máy chủ, trực tiếp lên máy chủ. Mình đây, mình ví dụ mình có app A, app B, app C. Đấy. Thì app A mình sử dụng Node.js 12, app B mình sử dụng Node.js 8 chẳng hạn, app C mình lại cần sử dụng Node.js 14. Đấy. Thì ba ứng dụng mà cần ba môi trường khác nhau. Thì khi chỉnh sai sẽ rất dễ và sẽ gặp cái trường hợp là bị conflict môi trường, dẫn đến bị lỗi khi cài đặt các ứng dụng. Để khắc phục cái tình trạng xung đột các môi trường thì chúng ta cần phải tách biệt các cái môi trường của các ứng dụng ra để chúng ta có thể không bị lỗi khi chạy ứng dụng. Thì chúng ta sẽ sử dụng công nghệ ảo hóa. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm VMware, VirtualBox hoặc là Hyper-V của Windows để chúng ta cài lên máy chủ những cái chiếc máy ảo hệ điều hành khác nhau. Đấy. Ví dụ như mình có một máy chủ có một cấu hình, sau đấy mình sẽ cài Windows Server lên, trên Windows Server mình sẽ cài cái phần mềm VMware lên, đấy là phần mềm hỗ trợ tạo các máy ảo. Mình sẽ tạo ra các máy ảo khác nhau để chạy các ứng dụng thì sẽ không bị conflict các cái môi trường, vì khi này thì các máy ảo, từng máy ảo một sẽ có các cái môi trường khác nhau. Cách triển khai này khá là phổ biến nhưng cũng có một số cái nhược điểm. Mình ví dụ như này, mình ví dụ như là mình sẽ chia thành trên một máy, mình sẽ chia làm có 3 máy ảo. Máy ảo thứ nhất 60 RAM, máy ảo thứ hai là 40 RAM, máy ảo thứ ba là 60 RAM. Thì mình vì ảo hóa là mình sẽ ảo hóa phần cứng, mà mình sẽ set cứng cho máy ảo 1 là 6GB, máy ảo 2 4GB, máy ảo 3 là 6GB, mà ứng dụng trên máy ảo 1 chỉ cần sử dụng 4GB RAM thôi. Máy ảo 2 có 4GB nhưng chỉ sử dụng có 3GB RAM thôi. Máy ảo 3 6GB nhưng chỉ sử dụng 2GB RAM thôi. Còn những cái bộ phần RAM còn trống của trên từng máy ảo thì đang bị dư thừa và không san sẻ được cho nhau. Đấy. Cái nhược điểm này thì trên Docker chúng ta sẽ khắc phục được. Đây là hình ảnh mô tả thứ nhất là triển khai truyền thống, ở giữa là triển khai bằng máy ảo,
cuối cùng là triển khai bằng Docker. Đấy. Thì trên một máy chủ vật lý chúng ta có một hệ điều hành, thì sau đấy chúng ta sẽ cài đặt Docker lên. Chúng ta sẽ cài đặt Docker lên. Bây giờ Docker, từ Docker chúng ta sẽ chạy các cái ứng dụng bằng công nghệ container. Ứng dụng A, ứng dụng B, ứng dụng C, ứng dụng D, ứng dụng E, ứng dụng F. Mỗi ứng dụng này sẽ tách biệt hoàn toàn với nhau, không gây xung đột môi trường với nhau. Đấy, tách biệt hoàn toàn. Có thể hiểu các ứng dụng này, các container này sẽ là một cái máy ao nhỏ. Trong các container có đủ các cái thành phần network, kinh, các cái cấu hình, các cái file config để chúng ta chạy được ứng dụng. Docker thì sử dụng nhân của hệ điều hành máy chủ để chạy, nghĩa là mỗi container chạy ứng dụng sẽ là như một cái process trên máy chủ thôi, sẽ như một cái process đang chạy trên máy chủ thôi. Chính vì vậy thì chúng ta có thể chạy rất nhiều container trên máy chủ khác nhau. Là Docker để ảo hóa ở cái tầng software sử dụng nhân của hệ điều hành để chạy, còn VMware sẽ ảo hóa phần cứng. Thì VMware sẽ tạo được ít máy ảo hơn so với sử dụng Docker, thì sử dụng máy ảo sẽ triển khai được ít ứng dụng hơn. Lý do là vì này, một cái file ISO để chúng ta cài đặt một cái máy ảo sẽ có kích thước 2GB, 3GB, 5GB, sẽ tùy cái version, tùy cái bản phân phối Linux. Đấy, còn Docker thì có kích thước Docker image để chạy một cái ứng dụng, image để đóng gói và sử dụng container để chạy, thì cái kích thước sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy. Tính cũng chỉ bằng, ví dụ cao sẽ chỉ bằng khoảng hơn 100 MB thôi. Sau đấy chúng ta sẽ cài các cái ứng dụng khác lên thì cũng sẽ không thể lớn hơn được cái file ISO khi chúng ta sử dụng VMware. Đấy. Nên sử dụng Docker sẽ tiết kiệm được cái bộ nhớ, tiết kiệm được tài nguyên trên máy chủ và sẽ chạy được nhiều ứng dụng hơn. Docker thì rất là nhẹ, có thể gọi là một máy ảo rất là nhẹ. Đấy, nên chúng ta có thể khởi động, xóa, di chuyển, khôi phục rất là nhanh. Khi sử dụng máy ảo thì chúng ta sẽ lâu hơn. Một cái ưu điểm, đây là một cái ưu điểm cũng rất lớn của Docker. Như vậy thì các bạn cũng hiểu qua được Docker, những lợi ích của Docker rồi, sẽ giúp chúng ta triển khai ứng dụng nhanh hơn do sử dụng công nghệ container, giúp chúng ta có thể tách biệt được các cái vùng chứa với nhau để chạy các ứng dụng trên máy chủ. Chúng ta có thể cài rất nhiều các container, chạy rất nhiều container để chạy các ứng dụng khác nhau. Thì sẽ có một số khái niệm, khi sử dụng, khái niệm khi sử dụng Docker, đấy chính là Docker Hot. Đây, mình sẽ sang hình này trực quan hơn. Sẽ Docker Hot có Kalion và Regexi. Docker Hot là gì? Khi chúng ta cài đặt Docker vào máy chủ thì đấy sẽ là Docker Hot. Tiếp theo Kalion là gì? Kalion sẽ là các cái câu lệnh để chúng ta giao tiếp với Docker Hot, giao tiếp với Docker. Regexi là gì? Regexi là một cái kho lưu trữ các image của Docker, ví dụ là Docker Hub, hoặc là này, mình có thể cho các bạn xem. Đây là Docker Hub lưu trữ các cái image. Đây là Docker Hub của mình thôi.
đây là độc lập của mình nhé. Còn mình sẽ chúng ta có sẽ có rất nhiều các Docker Image đã được đóng gói sẵn và chúng ta có thể sử dụng luôn, hoặc là chúng ta có thể buôn về, chúng ta quyết thử lại để chúng ta chạy ứng dụng của chúng ta. Ví dụ như Nginx này, đấy, Nginx, Ubuntu này. Đấy. Các cơ sở dữ liệu cũng đã có hết đấy. Đấy. Các bạn có thể xem nhé, những cái image chính thức chính hãng của công ty này đã có cái tag là Docker Official Image, và các bạn để ý này, có cái hub.docker.com sort, có cái gạch dưới sort mongo là những cái image của các công ty chính thức. Còn như mình đây, ví dụ như mình cũng có image đã đóng gói nhưng sẽ không có cái tag nào cả, để này sẽ không có cái tag nào. Chúng ta có thể tải những cái image này về để chúng ta sử dụng. Hub trong docker.com nhé. Đấy, đây là docker hub. Tiếp theo, các bạn cần hiểu khái niệm là đầu tiên mình sử dụng giao diện client. Đây, các thành viên chính nhé, client nhé. Là chúng ta sẽ dùng các cái câu lệnh docker build, docker pull, docker run. Chúng ta sẽ giao tiếp với Docker Host, Docker Daemon. Chúng ta sẽ build ứng dụng. Từ đầu sẽ build ứng dụng cùng các cái thư viện thành một cái image. Từ cái image này, chúng ta có thể đẩy lên một cái registry như là Docker Hub để chúng ta lưu trữ. Ở các cái máy khác thì chúng ta chỉ cần bool về chúng ta chạy thôi. Tiếp theo, chúng ta sử dụng Docker run để run cái image này thành container. Đấy. Ứng dụng được đóng gói thành image, và khi chạy image lên thì chúng ta sẽ có khái niệm là container. Mình sẽ thực hiện luôn chỗ này. Đây, cho các bạn hiểu hơn. Đấy. Mình sẽ sử dụng Docker Lion, Docker sử dụng run. Mình có một cái option, đấy là change name. Mình sẽ đặt tên là GX app. Mình sẽ map một cái bot này. Bên trái là bot của máy chủ ở ngoài, bên trong là mình sẽ map lên cái bot trong của container này. Và mình sẽ có một image, đấy là GX app demo. Mình sẽ giải thích qua nhé. Đây. Đây, mình sử dụng client, mình docker run. Mình có một cái tab chữ chữ name là mình đặt tên cho container sẽ chạy là React App. Đây là mình mount cái bot, map cái bot ở máy chủ ngoài đến cái bot 80 trong container để chạy. Cường ID 196 sort React App demo là gì? Là một cái image mình đã đóng gói rồi. Và mình đã đẩy lên Docker Hub. Đấy, Docker Hub đây. Image này. Đấy, đây. Và bây giờ mình sẽ chạy cái này. Chạy cái image này. Thì sẽ sinh ra một cái container đang chạy. Mình sẽ chạy cho bạn xem. Đấy. Mình đã chạy. Mình sẽ dùng trình duyệt, mình sẽ truy cập đến cái địa chỉ IP đến cái port 8858 để các bạn xem. Đây, 192.168.85.17. Đấy. Đây, các bạn thấy không? Mình đang chạy một ứng dụng React bằng Docker rồi. Bài này thì mình sẽ không đi sâu về các cái câu lệnh, mình sẽ hướng dẫn sau cho các bạn. Mình sẽ đi về các khái niệm chính thôi. Image là từ đâu? Image là do như mình đã bảo trên Docker Hub, các cái công ty
hoặc là các cá nhân đã tạo thành các cái image đấy rồi, trong cái ứng dụng thành cái image đấy, và mình có thể sử dụng lại các cái image đấy, mình tải về, mình custom thêm, mình thêm code của mình vào, rồi mình để mình sử dụng. Image này, image trong Docker này, một đơn vị đóng gói chứa các cái thư viện cần thiết để chạy ứng dụng. Image là chúng ta có thể lấy từ trên Docker Hub về, và chúng ta sẽ thêm các cái code, thêm các cái thư viện của chúng ta để chạy ứng dụng. Định nghĩa để chạy, để thêm code của chúng ta vào từ một cái image có sẵn, ví dụ như mình có một cái image Ubuntu chẳng hạn, image Ubuntu đã có sẵn image Ubuntu rồi, mình muốn cài cắm thêm ứng dụng của mình vào image Ubuntu, thì mình sử dụng một cái từ khó, đấy chính là Docker file. Mình sẽ dùng Docker file để mình định nghĩa ra mình sử dụng image nào và mình chạy những câu lệnh nào. Đấy. Đây là Docker file. Từ Docker file này mình sẽ build thành một cái image của riêng mình. Đây nhá. Từ Ubuntu này mình thêm code của mình vào, mình sẽ build lại thành một cái image mới của riêng mình, như là cường ID 196 short CX app chẳng hạn. Đấy. Cái luồng chạy này đây, từ một cái Docker file chúng ta build thành một cái image, chúng ta run sẽ thành một cái Docker container. Đấy, cái khái niệm Docker image và container khác nhau nhé. Image là khi chúng ta đã đóng gói xong rồi một cái ứng dụng chúng ta và chúng ta chạy image, đây sẽ sinh ra Docker container. Đấy, một image có thể sử dụng để tạo một hoặc nhiều container. Chúng ta có thể start, stop, di chuyển, delete cái container bằng các cái câu lệnh Docker. Thì có rất nhiều cái image đã được đóng gói sẵn rồi, chúng ta chỉ cần dùng thêm các config để chúng ta dùng thôi. Để bắt đầu nhanh một cái website quản lý dự án, thì một image có sẵn thì mình sẽ lên mạng mình tìm các cái image đã đóng gói sẵn rồi và mình sử dụng lại. Docker Network là gì? Docker Network để dùng để cài đặt cấu hình mạng cho container giao tiếp với nhau và giao tiếp với mạng của máy host đi ra bên ngoài internet. Docker Volume là gì? Docker Volume để chia sẻ dữ liệu giữa host và container, máy chủ và container. Khi mà container chạy sẽ sinh ra các cái dữ liệu như file ảnh hay file gì đấy mình upload lên, thì sẽ sử dụng Docker Volume để lưu trữ những cái ảnh đấy vào máy chủ bên ngoài, để khi chúng ta stop start lại container thì dữ liệu ảnh và file vẫn còn. Đấy, các bạn có thể hiểu như vậy. Đấy, các bạn có thể hiểu như vậy. Tiếp theo mình sẽ có một cái khái niệm, đấy là Docker Composer. Docker Composer là gì? Đây, Docker Composer là một công cụ để định nghĩa, đây mình để định nghĩa và mình chạy rất nhiều cái container. Mình có một file cấu hình và mình sẽ chạy các cái container từ cái file đấy. Ví dụ như mình có 10 cái image cần chạy thì mình sẽ định nghĩa ở trong cái Docker Composer này để mình bằng một câu lệnh thôi, và mình có thể start 10 cái container lên. Các bạn có thể hiểu là như vậy. Đấy, mình ví dụ cho các bạn biết nhé. Ví dụ khi không sử dụng Docker Composer thì mình sẽ sử dụng một câu lệnh rất là dài để mình run một cái container, nhưng sử dụng Docker Composer thì mình chỉ cần định nghĩa sẵn đây là có một service thôi. Ví dụ như mình
có MongoDB này, mình có web này, mình có API, mình đều định nghĩa xong đây. Và mình sẽ sử dụng Docker Compose up là mình có thể start ba cái container lên. Trong Docker có một cái khái niệm nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn, đấy là Docker Swarm. Đấy, Docker Swarm làm gì? Docker Swarm là một cho phép quản lý các cái Docker hot với nhau thành một cluster để quản lý tập trung dễ dàng. Với một Docker Swarm là một cụm cluster chạy một hoặc nhiều cái Docker engine đang chạy, quản lý và điều phối container. Ví dụ như máy tính hiện tại của mình là một đã cài Docker và mình có một cloud cũng đã cài Docker, thì mình có thể tạo một cụm Docker gồm hai nốt, đây là nốt trên máy mình và trên cloud để mình có thể quản lý được. Để quản lý tập trung và điều phối các cái container chạy quanh các cái nốt này. Docker thì trong triển khai microservice, Docker trong triển khai microservice thì đóng vai trò rất là quan trọng. Vì sao? Vì Docker dễ tạo này, dễ hủy, khởi tạo nhanh. Container thì có khả năng dừng nhanh chóng, nhẹ và đồng nhất. Các container được chạy từ một Docker image là hoàn toàn giống nhau. Do vậy, hệ thống microservice có thể mở rộng bằng cách khởi chạy thêm nhiều container từ Docker image. Mình ví dụ như là microservice mình sẽ chạy 3 container ở 3 máy host khác nhau. Thì trong cái video này mình sẽ chỉ đi tập trung về các cái khái niệm để các bạn có thể hiểu cơ bản Docker là gì và những cái từ khóa khi các bạn sử dụng Docker thôi. Còn tiếp theo mình sẽ có thời gian mình sẽ đi sâu cho các bạn từ tạo một emit, chạy một emit, sử dụng. Đầu tiên là tạo Docker file, sử dụng Docker file để chúng ta, đây mình có một số cái Docker file mẫu đây. Từ Docker file này chúng ta sẽ, đây nhá, mình sẽ nói lại cho các bạn nhé. Các bạn đợi mình chút, mình sẽ cho các bạn xem trực quan luôn, trực quan hơn. Bây giờ mình định chuyển sang clip khác, mình sẽ thao tác sau cho các bạn, nhưng mình nhân tiện đây mình sẽ thực hành luôn cho các bạn xem một số câu lệnh. Mình sẽ cho các bạn xem về Docker file.
Đấy. Đây, đọc cửa file đây. Đọc cửa file. Đọc cửa file để làm gì? Như mình đã nói, từ một cái image, đây là mình đã không dùng Ubuntu đấy nhá, mình dùng Node.js này. Từ một cái image có sẵn, mình sẽ này, mình sẽ định nghĩa một cái thư mục sẽ sử dụng trong Docker. Sau đấy mình sẽ copy các cái code của mình từ máy host vào trong container. Tiếp theo đây là mình sẽ sử dụng Nginx để mình chạy ứng dụng của mình. Đấy. Từ một cái image có sẵn ở trên Docker Hub, mình copy code của mình. Sau đấy mình sẽ sử dụng câu lệnh Docker build -t sẽ đánh một cái map, cái tag cho image mình sẽ là test đi. Chấm chấm là cái thư mục hiện hành. Mình sẽ build cái Docker file này. Đấy, mình sẽ build cái Docker file này thành một cái image. Mình sẽ chạy một cái follow cho các bạn xem. Từ Docker file có sẵn. Từ Docker file có sẵn. Mình sẽ copy code và mình tạo thành một cái image của mình chạy ứng dụng của mình. Đấy. Docker là vậy. Mình sẽ có những cái clip cụ thể chi tiết hơn về sử dụng Dockerfile. Mình đây chỉ muốn demo cho các bạn hiểu thôi. Mình sử dụng Docker build đã build xong thành một cái image rồi. Đây, đã build xanh thành một đây nhá. Mình theo cái luồng nhá, Docker build thành một cái image. Tiếp theo mình kiểm tra image đấy bằng cách Docker image s. Mình sẽ kiểm tra các cái image trên máy của mình. Đây, mình vừa tạo một cái image test. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái image test này. Đây nhá, các bạn xem nhá, Docker build xong nhá, có lệnh Docker bool, thì Docker bool là bool từ đây. Docker bool các bạn có thể xem đây. Docker bool là bool từ Docker Hub về đây. Nhưng mình Docker của mình đang mình build trong Mac local rồi nên không cần bool nữa. Bây giờ mình sẽ run. Test thì kê lại map lại bọt 80. Đấy. Test. Đấy. Từ một Dockerfile nhé. Đấy. Build thành một image. Image chạy thành một container. Đấy, đã chạy rồi. Bây giờ mình sẽ đây, các bạn xem. Mình đã chạy ở cổng 888. Đấy. Mình đã demo cho các bạn xong từ một cái image tạo thành một cái image, từ một Dockerfile tạo thành một image rồi. Thì các bạn cần biết trên máy mình đang có những container nào, đúng không? Thì các bạn sẽ dùng phần Docker BS này sẽ liệt kê các cái container trên máy mình. Mình đang chạy MySQL, MongoDB, SQL Server và test. Clip này mình sẽ dừng ở đây. Các bạn
đã hiểu qua được khái niệm về động cơ rồi, mình sẽ đi sâu vào từng khái niệm riêng. Xin chào bạn.